Vâng, thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều chị em truyền tay nhau về một liệu pháp làm đẹp được ví như là tiên dược có khả năng cải lão hoàn đồng, đó là tiêm tế bào gốc. Nhiều chị em đã không ngại móc hầu bao với số tiền từ 1 triệu cho đến vài trăm triệu đồng, thậm chí là cả tỷ đồng để làm đẹp theo phương pháp này. Vâng, điều đáng nói là những thứ mà chị em tiêm vào người không biết là có phải tế bào gốc hay không. Và cơ sở nào chứng minh là việc tiêm những thứ nước trong những chai lọ không rõ nguồn gốc xuất xứ đó vào người thì sẽ đẹp lên? Sự thật về tế bào gốc là như thế nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự điều tra của các phóng viên VTC ngay sau đây. Trẻ khỏe từ bên trong. Nếu mà kết hợp điều chỉnh vừa tiêm căng bóng da và vừa tiêm nhau thai và bắp này nữa thì sẽ rất là đẹp và rất là khỏe. Thứ mà người phụ nữ này vừa quảng cáo với đủ công dụng như tiên dược có thể cải lão hoàn đồng, chữa bách bệnh, được gọi là tế bào gốc. Nhiều người bán hàng trên mạng còn khẳng định những hộp tế bào gốc như thế này được nhập khẩu từ Mỹ hay Nhật Bản với mức giá từ 1 đến vài triệu đồng. Tiêm cũng bình thường, không đau đâu ạ. Nó cảm giác bình thường thôi, nó như ngày bình thường. Nó không giống vaccine ấy mà. Không chỉ có trên mạng xã hội, nhiều thẩm mỹ viện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đua nhau quảng cáo về loại thần dược này với nhiều lời lẽ có cánh. Trong vai người có nhu cầu tiêm tế bào gốc, chúng tôi tìm đến viện thẩm mỹ AA có địa chỉ tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi mà Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định là không được phép thực hiện bất cứ phương pháp nào liên quan đến tế bào gốc. Tuy nhiên theo quảng cáo của nhân viên này, tại đây thực hiện rất nhiều phương pháp liên quan đến tế bào gốc và có đủ thứ loại tế bào gốc khác nhau như tế bào gốc xương người, tế bào gốc nhau thai, tế bào gốc tự thân. Loại nào tiêm vào người cũng đều trẻ đẹp. Tiêm cho nó thon gọn mặt lại, tim bắp thì tim cho nó căng ra. Ủa sao lại ghi sao lại ghi thuốc độc ta? Không có, tại vì nó ghi vậy đó, mình đừng có uống thôi. À, thuốc độc ý là nó ghi vậy đừng uống hả? Ừ, đừng có uống thôi. Theo nhân viên này, nếu thực hiện tiêm tế bào gốc ở đây có giá từ 5 đến 7 nghìn đô la Mỹ, tức là từ khoảng 115 đến 160 triệu đồng. Nhân viên này cũng khẳng định vì cơ sở có khả năng thực hiện tại thẩm mỹ viện nên rẻ hơn so với ở Nhật Bản cả trăm triệu đồng. Ở bên Nhật đó là cái chi phí nó đến 50 ngàn cơ chị, 40 mấy 50 ngàn. Sao nó về đây ta chạy vậy? Vì đó là cái quá trình của họ truyền sát sao đó. Sau khi phóng viên tỏ ra vẫn còn nhiều lo lắng về phương pháp này, ngay lập tức phóng viên được sắp xếp cho gặp một người được gọi là bác sĩ, và người này tự nhận mình là chuyên gia đầu ngành về tế bào gốc. Có một số quan điểm thì cái cuốn sống nó tốt hơn với tế bào gốc từ xưa. Có nhiều cái từ quan điểm nghiên cứu thì cho tế bào gốc từ xưa, cho nên chưa có sự rõ ràng ở đó. Nhưng mà về cái hiệu quả thì theo bác sĩ nghĩ thì hai cái nó gần như tương đương. Kiểu như là mình làm hợp cái gì thôi? Mình là không, đa số là hợp. À, đa số hợp. Vấn đề là cái nào rẻ hơn đó. Chính xác, cái nào tất cả mọi thứ. Em sẽ chuyển cái này đúng không? Còn đúng rồi. Là mỗi một lọ này thôi đúng không? Mỗi một lọ này thôi. Để lấy niềm tin của khách hàng, người này còn mở video chiếu hình ảnh chính mình đã tiêm thứ được gọi là tế bào gốc vào người. Theo người này, thẩm mỹ viện AA đã thực hiện tiêm tế bào gốc cho vô số người trong suốt nhiều năm qua. Và bằng chứng mà chủ thẩm mỹ viện này đưa ra là những vỏ lọ được giữ lại làm kỷ niệm, trưng bày như thế này. Bây giờ nói tế bào gốc Nhật của anh dùng khoảng 4 năm, 3 năm nay rồi. Đấy, em còn gì đó, cái phần tên giữ được tế bào gốc Nhật. Tuy nhiên, vừa phát hiện thấy khách hàng dùng điện thoại để ghi hình, vị bác sĩ này lập tức đã bỏ đi không một lời từ biệt. Rồi, cái gì em tư vấn thêm cho chị ha. Em mời chị. Vâng, thưa quý vị, phái đẹp như đang rơi vào ma trận, không biết đâu là thật, đâu là giả về thứ được gọi là tế bào gốc. Từ những sản phẩm trôi nổi trên mạng xã hội hay là cả ở những thẩm mỹ viện với vẻ ngoài rất hiện đại. Tuy nhiên, rõ ràng là với hình ảnh bỏ đi của vị bác sĩ tại thẩm mỹ viện AA khi phát hiện bị ghi hình đã phần nào cho thấy bản chất của câu chuyện này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện về tính pháp lý khi thực hiện các liệu pháp tế bào gốc của thẩm mỹ viện AA và nhiều thẩm mỹ viện khác tại thành phố Hồ Chí Minh trong các bản tin tiếp theo.